Ta được ơn gì của Chúa? Lạy Cha, con được nhiều ơn, con xin kể bốn ơn mới nhất đi ạ. Lạy Cha, nhà con bị cao huyết áp với lại tiểu đường. Thế Cha, vừa rồi nhà con khám lên những 220 mà bây giờ còn có 120 ạ. Dạ, còn con xin ra làm chứng cho con gái con ạ. Con gái con là trong khi cháu lập gia đình mà cháu được 3 năm. Thưa Cha, cái đợt cách đây 6 tháng cháu cũng nên khấn Cha. Con ở nhà con cũng khấn cho cháu. Xin Cha cho một cháu một người con để nối dõi trông đường. Đến nay cháu có bầu được 6 tháng đấy ạ. Là hiếm muộn trong vòng 3 năm, bây giờ đi cầu nguyện và đã có thai được 6 tháng. Cha, còn là thằng trai út của con nó cũng quậy phá. Thì Cha, bây giờ vợ chồng cũng về đoàn tụ với nhau mà con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho cháu. Bây giờ cháu đã được đoàn tụ bên nhau để dạy dỗ con cái ạ, được nối thiên đàng ạ. Thì Cha hết ạ. Cha, còn con bị bệnh niên sườn mà con cầu xin lòng thương xót Chúa mà con không biết khỏi lúc nào, con thấy người giờ khỏe lắm Cha. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 370 giảng nha. Rồi đây là cái quạt nhiều mẹ đến với Chúa, và anh chị em nhớ là ngày thứ ba là ngày 13 tháng 11, nhớ đến đây vào lúc 12 giờ. Lần chúc mừng tôi, lần chúc đồng thư xót Chúa, và mỗi ngày 13 hàng tháng giáo điểm tin mừng chúng ta. Tôi giờ cầu nguyện đặc biệt với mẹ Maria, tháng này là thứ ba 13.